Sáng ngày 9 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 9 tháng 3 năm Nhâm Dần, Phân ban Gia đình Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp triển khai Phật sự quý 1 và quý 2 năm 2022, đồng thời kiện toàn nhân sự Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh nhiệm kỳ mới 2022-2027. Cuộc họp diễn ra tại Chùa Lầu, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên dưới sự chứng minh và tham dự của Thượng tọa Thích Như Giải, Ủy viên Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Quảng Nam, Đại đức Thích Viên Hải, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Huynh trưởng Đồng Thanh Nguyễn Công Thảnh, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó ban Hướng dẫn Phật tử kiêm Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp, cùng các huynh trưởng thành viên Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, đại diện Phân ban Gia đình Phật tử huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự. Phát biểu khai mạc, huynh trưởng Đồng Thanh Nguyễn Công Thảnh mong muốn các huynh trưởng trong Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, đại diện gia đình Phật tử các huyện thị trong toàn tỉnh cố gắng đoàn kết cùng nhau xây dựng tổ chức gia đình Phật tử tỉnh Quảng Nam phát triển trong thời gian tới. Tại cuộc họp, huynh trưởng Như Lạc Trần Văn Cư đã trình danh sách dự kiến nhân sự tham gia Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh nhiệm kỳ mới 2022-2027. Qua nhiều ý kiến đóng góp tích cực, chủ tọa phiên họp đã lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể huynh trưởng tham dự, thống nhất thông qua danh sách nhân sự dự kiến tham gia Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 37 thành viên, đảm nhận 44 chức danh do huynh trưởng Đồng Thanh Nguyễn Công Thảnh tiếp tục làm trưởng phân ban. Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Quảng Nam cũng đã thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu Gia đình Phật tử tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 tại Chùa Đạo Nguyên, trụ sở văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam vào đầu tháng 5 âm lịch. Ban đạo từ chỉ đạo Thượng tọa Thích Như Giải tán dương tinh thần cống hiến của gia đình Phật tử trong toàn tỉnh, nhất là trong thời gian tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua, hoàn thành tốt các công tác Phật sự do Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh chỉ đạo. Thượng tọa, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh. Thế hệ truyền thừa của gia đình Phật tử tỉnh Quảng Nam không chỉ ôn lại những thành tựu của các bậc tiền bối, mà phải có trách nhiệm đối với chính bản thân mình và đối với tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. Trên thuận, dưới hòa, đóng góp phụng sự trong tinh thần tương thân tương ái để tiếp tục kế thừa và đưa tổ chức gia đình Phật tử tỉnh Quảng Nam phát triển mạnh hơn nữa. Thượng tọa còn mong rằng trong nhiệm kỳ tới, các huynh trưởng cao niên cố gắng dành thời gian chỉ dạy các em đi sau, tiếp tục nêu cao tinh thần cống hiến của người con Phật áo lam.